Tiếp tục em lên đồ linh mỹ đã qua sử dụng, bữa nay sale quần 6 túi hộp giá rẻ nha nhé, giá rẻ nhất luôn. Đầu là em lên một cái quần caro màu đen lưng bé tí à, con này thì mấy cái đường này nó quát rồi nè, có vết dơ à. Cái bụng này chỉ có 66 à, dài quần là 102, con này bán sale rẻ luôn này. Đáng lẽ con này là bán tầm ở đây nó bị dơ này anh em ha, dơ này em nhìn thấy mấy vết dơ này, còn ở dưới ống thì đều đẹp, phong này gọn gọn gàng anh em, mấy cái đường quát này là nó quát rồi đó. Con này bán rẻ cho anh em luôn, ở đây nó bị dơ này, hai chấm dơ nữa. Con này em lên giá là sale 300.000 nhưng mà vẫn bớt cho anh em luôn 200.000, mã 13, cửa hàng đầu lai của anh em ha, hàng đầu lai luôn này. Tiếp con màu nâu, con này màu nâu là chất vải caro của hãng Two Space, chất vải caro nha anh em, con này cũng quát này, mấy cái đường này nó cũng quát rồi anh em nhìn thấy nó màu khác, nó bạc màu ấy. Cái bụng của nó là 90-92, 6 thứ hộp, form này rộng hơn chút, dài quần là 106. Hôm nay nó wow, ở đây bung chỉ mất rồi, ở đây nó bung chỉ về đạp lại giùm em cái. Mấy cái đường này là nó quát rồi nhá, 90-93 này thôi đấy, quát hết rồi đấy. Rồi 300.000 mã 12, 300.000 mã 12. Tiếp con này màu đen, mà đen đỏ không phải đen tuyền, tem không có, mất tem rồi. Con này là bụng tắm 108, 108 và dài quần là 104, 108 và 104 đều hết. Nói chung là chỉ có dơ bụi một chút đây anh em, giặt bao ra anh em, 6 túi hộp không có mã bông. Chốt của em 200.000 mã 5, 200.000 mã 5. Tiếp quần 6 túi hộp nữa này, con này của hãng Pepper mà mắc in Haiti, 6 túi hộp chất vải caro, bụng là 78 và căng hết cỡ là 84, 78, 84 anh em ạ. Dài quần là 94, form này gọn nha, form này gọn này, ôm quần thì tầm 20-22 à, đen tuyển nhưng mà độ mới cũng được 93% thôi. 350 mã 6, 350.000 mã 6. Con này màu xanh đen, mới keng sà beng, mới keng sà beng, con này là Haiti, mắc in Haiti của hãng Chupet. Con này là bụng là 96 và căng hết cỡ là 100, lưng bên hông này có một chun nhẹ nhẹ nha em, có một ít chun nhẹ nhẹ ha, dài quần là 110, 110, quần này mới keng. 450 mã 9. Tiếp con này màu đen này, con này cũng của Haiti luôn, mắc in Haiti, hãng Two Space. Con này là bụng 100 mà căng hết cỡ là 106, căng hết cỡ được 106 nha, dài quần thì 110, dài quần 110. Con này màu đen tuyền, ở đây nó hơi có vết gối một chút nha, nhẹ thôi, nhẹ thôi, bên này không có, cũng có. Nói tóm lại là cái đầu gối này phải có, ở đây nó bị dơ, dơ cái gì lên này đấy, chỗ này nó dơ đất nhẹ, cái này có khả năng giặt ra này, dơ đất nhẹ thôi. 250 mã 1. Tiếp con vàng cát, con này cũng của hãng True Spec, à quên, của hãng Pepper. Con này là bụng 100, căng hết cỡ 108. Em hai cái của hãng Pepper em đọc của hãng True Space rồi đó, dài 108. Cái miệng đọc cho đầu không nghĩ tới, đầu đang còn làm việc cái này này. Con này bằng cát mới keng, mới keng. Chốt giùm em 300.000 mã 2, con này rất là mới nha, giá lao động, giá lao động nha em. À, mấy cái giá này thì quá cực rẻ luôn phải không ạ, 6-700.000 bán cho anh em ha.
Con này chất vải kaki, 6 túi hộp, bụng là 102 và căng hết cỡ là 106. Có một chút co giãn nhẹ nhẹ thôi. Dài quần là 106, vuông cái quần luôn. Đấy. Đen tuyền luôn. Chốt cho em 300.000 mã 7. Tiếp con này là vải kaki này. Caro. Cái tem nha anh em, tem nha. Con này màu xanh đen, bụng là 94, tăng hết cỡ là 100. Dài quần là 102. Con này chất vải caro mà nó mềm mại lắm anh em ơi. Mềm mại rất là đều và đẹp, 93-95%, 400.000 mã 8. Con này màu xám. Lưng có chun một chút nha, bụng là 82 và căng hết cỡ là 88. Form này rất là ôm. Ôm nha. Ai thích ôm thì bận con này này, dài 100. Màu xám. Rất là ôm nha. Ở đây có một chấm dơ nhẹ nhẹ này. Vải caro và mềm, chốt 350 mã 10. 350 mã 10, con này mới kem mà to. Con này của hãng True Spec. Màu xám luôn. Bụng là 128. Nhỏ chưa? Dài quần là 121-22. Mới ít 6 túi hộp, form rộng. Bự, ai mà tô con bẩn con này thì khỏi phải chê luôn. Mới kem sà beng, bán rẻ con này là 250.000 mã 3. 250.000 mã 3. Tiếp con này màu đen này. Của hãng Popper. Màu đen tuyền nha anh em. Bụng là 90, căng hết cỡ là 98. 90 căng hết cỡ là 98, dài quần 104 ạ. Con này đen tuyền và đều nha, 93-95%, 400.000 mã 11. Cái cuối cùng của line này là một cái quần của hãng Popper, không phải hãng Papa, hãng True Spec. Con này màu kem hay còn gọi là màu cà phê sữa. Bụng là 106. Bụng 106 và dài quần là 110. Ở đây nó bị dơ một chút nè. Không biết cái gì nó dăng lên nó dơ một chút dưới ống quần. Còn cái quần này mới kem. Ở dưới bên này cũng dính một chút dơ. Mới lắm luôn. Bán 300.000 sale nha. Mã số 4. Bởi vì nó bị dơ một chút dưới cái quần này mới kín. Rồi em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em tiếp tục video tiếp theo nha. Em cảm ơn. Chào.